Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion, và mình là Hồng Phong đến từ Coi68. Rất là vui sau một tuần nữa chúng ta lại có dịp ngồi với nhau, và chắc là trong số lần này sẽ khá là thú vị ấy. Mình nghĩ là như vậy. Nhưng mà trước hết thì xin chào với một gương mặt quen thuộc của DeFi Discussion. Xin chào Nguyên. Ok, hello anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới, và đây là podcast DeFi Discussion. Thì cũng như Phong có chia sẻ hồi nãy, một tuần vừa qua là một cái tuần mà có thể coi là rất nhiều cái sự kiện bất ngờ, và nó đến một cách rất là dồn dập. Hy vọng là trong cái buổi trò chuyện hôm nay thì cũng thông qua cái việc là nhìn lại những cái sự kiện, những cái biến cố gần đây, thì chúng ta có thể rút ra được những cái kinh nghiệm hoặc là những cái góc nhìn gọi là tích lũy cho mỗi cá nhân. Thì cái câu chuyện đầu tiên chắc là kinh nghiệm. Chắc là mọi người nếu mà có follow thị trường thì cũng biết là tuần trước, cách đây mấy ngày thôi, thì Solana có vấn đề về bảo mật. Cái này thì bảo là hack blockchain thì cũng không đúng, tại vì sau này thì phát hiện ra là do một bên khác build. Nhưng mà một người đồng nghiệp trong team của mình thì sáng hôm đấy thức dậy và thấy cái ví Solana của bạn ấy chuyên đi min NFT á, thì bị rút sạch. Thì cùng với lại hơn 8.000 cái ví khác thì cũng bị ảnh hưởng luôn. Thì cái câu chuyện của Solana này thì chắc là nhờ Nguyên tóm tắt lại cho mọi người hiểu là chuyện gì đã xảy ra trong cái đợt đoạn lạc vừa rồi. Rồi nói về cái câu chuyện trong tuần vừa rồi của Solana, thì đây là một cái lỗ hổng trong cách mà ví Slope, nhưng mà ở trên cái phiên bản mobile, tức là phiên bản điện thoại á, thì họ để lộ cái khi cái seed phrase nó như kiểu là cái mật khẩu ví vậy đó, và họ gửi lên cái server của Sentry. Nhưng mà khoan đã, mình vào ở đây mình phải hỏi lại một cái là, ví dụ như các cái ví blockchain á, họ đều nói là họ là non custodial, tức là họ chỉ là một cái trung gian để người dùng tương tác với blockchain thôi, chứ họ sẽ không có quyền được, tức là kể cả việc mà mình nhập seed phrase vào cái ứng dụng của họ thì họ cũng không có quyền lưu cái seed phrase đấy, đúng không? Họ phải hash nó lên mà, đúng không? Thì mình nghĩ là theo những gì mình thấy á, thì nhiều cái bình luận cho rằng là cái seed phrase này khi mà gửi lên server các thứ thì nó sẽ phải được encrypt, tức là được mã hóa lại. Cũng khá là khó hiểu trong cái trường hợp của Slope này, thì gần như là một cái lỗi mà nó cũng không biết là động cơ nó từ đâu cả, nên là mình cũng không đi sâu vào cái vấn đề đó. Có một vài cái bình luận ở trên Twitter, người ta bảo là những cái sản phẩm ví này nó phải được open source, tức là nó công khai cái mã nguồn ra cho cộng đồng. Tuy nhiên là nói về cái vấn đề này á, thì nhà sáng lập Solana là Anatoly á, thì ông này cũng lên đính chính là cái việc mà xây dựng một cái ứng dụng ví thì nó khá là phức tạp, và đôi khi open source mọi thứ thì nó cũng không phải là giải pháp, thì nó cũng là một cái cách để gọi như là để bảo vệ những cái sản phẩm ở trên hệ sinh thái của Solana, của cái founder này thôi. Yeah, back lại cái câu hỏi của Phong thì nó cũng là một cái dấu chấm hỏi với mình. Nếu như mà nói là để lưu cái seed phrase mà nó không mã hóa như vậy đối với một cái ứng dụng ví á, thì nó khá là gây tranh cãi á. Cái này cũng là một cái câu hỏi mà mình cũng khá thắc mắc, và cũng cần thời gian để theo dõi và nghe những cái góc nhìn về cái vấn đề là động cơ nào khiến họ đi đến cái việc là không mã hóa seed phrase như vậy. Nhưng mà quay trở lại thì gọi là cái tính năng, không biết là lỗi là tính năng của Slope đấy đã khiến cho Solana ảnh hưởng khá lớn. Mình vẫn nhớ cái ngày hôm đấy là nguyên team Solana thông báo là họ có họp với lại các cái dự án khác, xong rồi nguyên 10 tiếng, tức là buổi sáng ở Việt Nam thì mọi người biết cái tin đấy, xong đến tận chiều tối thì mới bắt đầu có những update tiếp theo, đúng không? Thì gần như là một cái blockchain cũng đứng im tại vì một cái lỗi vớ vẩn như vậy. Cái việc mà lúc mà gọi như là team họ nghiên cứu cái lý do thì cái đội ngũ bảo mật thậm chí là họ còn phải tấn công để như là spam cái chain đó, để cho cái chain đó bị nghẽn và hacker không thể chuyển tiền được, bởi vì cái này nó không phải là lộ về, gọi như là lộ về như kiểu là lỗi ở trong contract,
Tức là ví dụ như lỗi ở trong contract thì bạn có thể dừng cái contract lại để hacker không thể gọi như là mint tiếp token ra hoặc là rút tiền này nọ. Cái này nó là lộ về key, về phrase của người dùng, cho nên là hacker thì họ cứ bòn rút thôi. Một vài cái lời khuyên ở trên Twitter thì bảo là người dùng nên revoke, nhưng mà thật ra nếu như mà hacker đã có seed phrase rồi thì bạn revoke nó cũng nó cũng vô nghĩa thôi. Nên là ở thời điểm đó thì đội ngũ họ cũng kiểu như là làm hết cách để hạn chế những cái mức thiệt hại. Thì đó là những cái hệ quả mà cái ví slot này nó gây ảnh hưởng. Thực ra thì có một vài cái thông tin cho rằng là không chỉ là người dùng của slot mà còn là người dùng của Phantom và Trust thì cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà cái đó là do gọi là người ta dùng cái seed phrase mà được tạo bởi ví slot mobile á. Người ta import vào những cái ví như là Phantom hay là Just Wallet thì nó cũng bị lộ. Thì đó là nó ảnh hưởng đến những cái sản phẩm bên ngoài luôn. Cái lỗi này thì nó không phải là lỗi phát sinh từ nền tảng hạ tầng của Solana, nhưng mà nó gây ra một cái thiệt hại, đó là như mình có chia sẻ hồi nãy là phải spam để ngừng chain, thì nó cũng gây một cái tiếng xấu đến cái hệ sinh thái này. Thực ra bảo là thắng cô hồn của Solana thì chắc cũng đúng thôi, tại vì cái câu chuyện nó chưa dừng ở đấy. Tức là hack rồi, chưa kịp xử lý xong thì ngay ngày hôm sau thì lại lộ ra một cái tin là... Các bạn, nếu mà các bạn đọc cái 68 thì các bạn thấy cái tin này rồi. Nó là cái nhà phát triển mà có đến tận 12 nhân cách, tức là một người, một nhóm người chứ, đứng đằng sau phù phép cho đến tận 12 dự án trên Solana. Trong đó chắc chắn là có những cái con mà các bạn đã nghe rất là nhiều rồi. Đầu tiên là Saber. Saber ngày xưa Nguyên cũng từng nói chuyện, mình Nguyên cũng có quan tâm rất là nhiều đến con này. Và tiếp theo là Sunny. Saber, Sunny là hai con to nhất. Xong rồi có một loạt những cái con đằng sau đó nữa. Thì không biết là Nguyên có follow cái case này không nhỉ? Tại vì lúc mà mình đọc được cái tin này mình tưởng đùa, nhưng mà hóa là thật. Ông này, ông múa đến tận, tức là trong cái lúc đỉnh á, TVL, Total Value Lock trên 12 cái dự án này của ông lên đến 7,5 tỷ đô, cũng là một con số khá là khủng khiếp. Thì cái câu chuyện về nhà sáng lập của Saber này á, thì nếu mà Phong nói là cái tháng cổ hồn thì nó cũng chưa chính xác, vì thực ra nó là một cái tuần. Còn cổ hồn thì đúng hơn. Mọi thứ nó đến khá là dồn dập. Cái vụ việc của nhà sáng lập Saber thì mình không nhớ là mình từng chia sẻ về cái khái niệm TVL và những cái hạn chế trong cái metric này lần đầu là tập nào, nhưng mà mình nhớ hình như là cái tập liên quan đến incentive program. Cái TVL này hoàn toàn nó có thể được lúp lên. Những gì mà chúng ta thấy trong cái sự kiện của Saber gần đây, cái drama này, thì nó phản ánh được cái hạn chế trong việc là dùng TVL để đánh giá một cái dự án. Nếu mà nói về 12 nhân cách hay là cái việc mà phát triển nhiều dự án á, thì mình thấy nó không quá là một cái gì đó nó quá là ghê gớm mà trong cái thị trường DeFi đâu. Bởi vì chúng ta thấy là ở rất nhiều các cái hệ khác thì cùng là một founder, cùng là một team thì họ vẫn có thể gọi như là scale nhiều dự án đồ này nọ. Điển hình như là ở bên Optimism đi, thì nếu như mà ai mà theo dõi Ken, cái nhà sáng lập của Synthetix á, thì thấy ông này cũng build rất là nhiều cái dự án xoay quanh cái sản phẩm đó. Thì thực ra là nói đâu xa đâu, Andre Conze ngày xưa cũng nhúng tay rồi, hình như là 30 đúng không? Mình nhớ là đâu đấy 20-30 dự án. Đúng rồi. Rất nhiều. Thì đó, thì cái việc mà một người xây dựng ở nhiều dự án thì nó không có gì là gọi là lạ. Tuy nhiên là cái vấn đề với Saber và với hệ sinh thái Solana nói chung trong tuần qua thì mình nghĩ chắc là do vấn đề về truyền thông thôi. Như là một cái cuộc khủng hoảng truyền thông, và nó kiểu như là bạn đã xui rồi thì bạn xui theo dây luôn đó. Kiểu như là nhiều cái thông tin tiêu cực nó chồng lên nhau quá thì vô hình chung cái sự kiện này nó bị tiêu cực hóa đi. Và thậm chí là nếu như mà trong cái bài blog đó của nhà sáng lập Saber á, thì mọi người thấy là cái nhà sáng lập này thậm chí còn rất là... cái thái độ thì nó gần như là rất là tự hào hoặc tự tin về cái plan của mình. Nhưng mà khi mà nó được public ở cái thời điểm mà Solana gặp rất nhiều cái sự cố thời gian gần đây, thì nó vô hình chung nó tạo ra một cái gì đó rất là tiêu cực. Yeah. À, nãy giờ bọn mình chưa có nói đến tên của anh ấy là Ian Macalino. Thế là cái tên này thì mình cũng mới nghe gần đây thôi, nhưng mà mọi người thường trêu là ông này từng có một lần ông đăng cái tweet lên, xong rồi ông lắp vào 11 cái clone khác mà đều là founder các dự án nhá, vô để nói chuyện với nhau. Xong mọi người tưởng là hồi xưa bọn mình với Nguyên từng nói với nhau là hệ sinh thái Solana nó có một cái network effect, một cái hiệu ứng marketing khi mà các cái dự án nói chuyện rất là với nhau, rất là thân thiết. Không biết là lúc đấy bọn mình có bị trick không, Nguyên nhớ lúc đấy không? Có mà đúng không? Ok, có
có. Thì bây giờ thì nói chung là nếu mà nhìn lại thì có thể nó sẽ là một cái bài học gì đó về mình sau này, để mình bình tĩnh hơn trong cái việc là mình phân tích. Mình không bị quá gọi là bị hưng phấn sau một cái làn sóng, thì có thể đây sẽ là một cái nốt trong chặng đường sắp tới của bọn mình khi mà bọn mình phân tích một cái dự án hoặc là một cái hệ sinh thái nào đó. Thì bình thường mọi người phân tích dự án DeFi thì mọi người phân tích team đúng không? Xong rồi phân tích TVL các thứ, thì đến bây giờ tất cả những cái đấy nó cũng giống như là mây ở trên trời vậy á. Một phút như nó như này, phút sau quay qua nó lại thổi đi như thế khác. Thì thì như số trước, một hai số trước là mình có nói á, thì khi mà bắt đầu một cái circle mới thì nó sẽ có những cái luật chơi mới được viết ra. Với những người mà không trực tiếp build dự án, như tức là retail investor, retail nhà đầu tư nhỏ lẻ, thì chỉ có chơi theo luật của người ta set ra thôi. Nhưng mà chơi theo luật mà tức là chỉ cần đi được với thị trường thôi, nó đã là điều tốt lắm rồi. Nhưng mà có một cái là, tức là với retail investor thì mình nghĩ là không có cái lợi thế về mặt insider news, tức là những cái thông tin nội bộ, thì người dùng sẽ cần phải có một cái đánh đổi, đó là họ phải research một cách nó chi tiết và nó đa chiều hơn. Tức là bạn nghe cái thông tin đó như vậy, nhưng mà bạn cần phải có những cái gần như là những cái kiểm chứng cá nhân của mình cùng một cái thông tin đó, nhưng mà mình phải hiểu những cái ngọn ngành, những cái chi tiết để đỡ bị gọi là bị lùa. thì nó là một cái cách để bọn mình gần như là phòng ngừa cái rủi ro. Gần như là cái cách đầu tư tốt nhất thì là đầu tư vào bản thân mình. Cái đấy nhiều người nói nha, nhưng mà để mà làm và làm đến nơi đến chốn á, khó đó, khó mà. Rất là khó. Nhất là với cái thị trường mà nó thay đổi liên tục như crypto và DeFi, ta thấy là một tuần rất là nhiều cái biến cố xảy ra. Chắc là với những cái retail investor thì mình nghĩ là cách tốt nhất là phải tham gia và phải skin in the game thôi, chứ crypto hiện tại thì nó không có những cái công cụ để nó chưa có những công cụ để người dùng có thể earn được một cách nó thụ động như là ở bên thị trường truyền thống được. Ở bên thị trường truyền thống thì nếu như bạn không quá skin in the game, bạn không research quá sâu, bạn không sống trong thị trường trong gần như là hàng ngày á, thì bạn vẫn có nhiều cái cách để bạn đầu tư thụ động đúng không? Nhưng mà ở bên crypto DeFi thì kể cả khi mà bạn gửi lãi lending các thứ thì nó vẫn có thể sập bất cứ lúc nào. Vừa nãy mình đang định nói cái câu chuyện là đi lending, đi farming trên các nền tảng DeFi luôn á. Mình nghĩ bây giờ chắc cũng ít người. Mọi người bây giờ cũng bắt đầu quản lý rủi ro chặt hơn rồi, chứ không còn đi farm linh tinh như vậy nữa. Bản thân mình cũng không còn đi farm nhiều nữa, thì không biết nguyên như thế nào. Mình thì cũng hạn chế farm, tại vì thấy dạo gần đây thì các cái vụ hack nó cũng khá là nhiều, và nó hack gần như là đa dạng tất cả nhiều sản phẩm, kiểu gì nó cũng sẽ có những cái rủi ro như vậy. Nhưng mà khổ một cái là như dự án khi bị hack á, thì một cái câu chuyện là gần như không có cơ chế nào để bảo vệ end user cả. Ví dụ như là các bạn dùng những cái sản phẩm của những công ty lớn trong thị trường truyền thống, thì khi mà có chuyện gì xảy ra thì vẫn có đâu đấy có những cơ chế để bảo vệ các bạn. Còn ví dụ nói gần đây nhất thôi, như là Nomad bị hack chẳng hạn đi, thiệt hại gần 200 triệu. Check được ví rồi, biết được ai cầm bao nhiêu tiền rồi, nhưng mà giờ dự án phải đi năn nỉ từng người một, ê mày gửi lại tiền cho tao đi, offer 10% cái đấy. Thì nếu mà hên nha, hên á, bọn nó trả lại tiền thì không nắm gì cả, thì người dùng lấy lại được tiền trên cái nền tảng đấy. Còn nếu mà không, nếu mà xui thì sao? Xui thì mất thôi. Nói như vậy thì thấy là cái việc mà mọi người để tiền ở trên những cái sản phẩm on-chain đó, thì nó cũng bây giờ thì nó vô hình chung nó bộc lộ một vài cái yếu điểm về mặt bồi thường thiệt hại như vậy. Mình không biết là trong thời gian tới thì phía Nomad họ có cái kế hoạch để bồi thường hay không. Trước đó thì chúng ta thấy Harmony cũng là một cái cầu bị hack, nhưng mà cái kế hoạch bồi thường của họ thì họ lại muốn min thêm, thì nó gần như là một cái plan nó khá là kiểu như là xoáy, tiếp tục bạn cứ đi xuống nó kêu dự án từ từ á. Nên là với mình nghĩ là ở thời điểm hiện tại thì nói gì thì nói, dù là chúng ta ủng hộ DeFi, chúng ta ủng hộ những cái thứ mà nó mang tính chất là phi tập trung, nhưng khi mà mất tiền thì bạn không thể ôm cái tinh thần phi tập trung nó để bạn sống được, đúng không? Nên là về mặt quản trị rủi ro thì nên là chia ra
vừa là on-chain một xíu hoặc là CX một xíu. Thậm chí có nhiều người mình thấy là họ cũng đã bắt đầu quan tâm đến cái sản phẩm là ví lạnh rồi. Thì nó rất là nhiều cách để đa dạng hóa cái cách lưu trữ của mình và phòng ngừa những cái sự cố nó bất chấp như vậy. Bởi vì bản thân người dùng bình thường như bọn mình thì không thể nào mà predict được, đúng không? Predict được là một cái sản phẩm nó có lỗi gì ở trong code hay không, và nó sẽ kiểu như là bị hack vào ngày nào. Mình không thể predict được cái đó. Và khi mà cái tần suất nó xuất hiện liên tục như vậy thì mình phải có những cái động thái để chuẩn bị cho những cái sự cố đó chứ. Chứ đợi mọi thứ nó xảy ra rồi thì lúc đó thì khá là bị động. By the way, vừa nãy Nguyên có nhắc đến cái vụ ví lạnh. Thực ra vừa nãy bọn mình có nói chuyện với nhau rồi. Trong cái thị trường mà đến tận đồng tiền lớn thứ hai thị trường là Ethereum, sắp tới tầm một tháng nữa nó sẽ có một thay đổi rất là lớn, là chuyển hẳn blockchain sang proof of stake luôn. Thì cái câu chuyện là ví dụ như có một ai đó ngày kia họ trữ Ethereum trong ví lạnh của họ, xong rồi đến lúc mà đợt một xảy ra là Ethereum tiến lên proof of stake, thì cái đống ví lạnh đấy, cái đống Ethereum trong đúng ví lạnh đấy nó sẽ như nào? Thực ra là đến lúc đấy bọn mình mới nghĩ đến cái possibility đấy chứ bọn mình cũng chưa biết trước. Thật ra mình cũng không biết là đội ngũ Ethereum có nghĩ đến cái việc xử lý đấy chưa nữa. Hiện tại thì với thông tin của bọn mình thu thập thì không có nói cái gì về cái vấn đề sau khi the merge xảy ra. Testnet thì ok, mọi thứ vẫn trôi chạy. Testnet xong thì cái chain test đó vẫn chạy bình thường. Nhưng với mainnet thì nó là câu chuyện khác. Mainnet và testnet nó vẫn có những cái sai khác với nhau. Và điển hình như là trong tuần vừa rồi thì Ethereum họ cũng tranh luận rất là nhiều về cái vấn đề là sau khi merge thì sẽ là ETH PoW hay là ETH BOS. Đó thì tranh luận rất nhiều. Nhưng mà thực ra thì tranh luận vậy thôi. Chứ cá nhân mình nghĩ thì sau đó cái hoạt động ở trên BOS vẫn sẽ là cái trên chủ chốt. Tại vì nó là cái thứ mà được cộng đồng họ ủng hộ rồi. Gần như là họ đặt nền tảng cho cái quá trình chuyển sang BOS rồi. Nên là sau cái quá trình merge xong thì vẫn sẽ là BOS. Giống như Phong nói hồi nãy, cái câu chuyện là merge xong thì cái tài sản của mình nó sẽ là định dạng gì thì lúc đó thì không biết được. Nên là nếu như mà anh em cũng quan ngại về cái vấn đề này thì cũng nên cân nhắc phân bổ rủi ro ra. Tại vì mình không biết được là sau, tại vì mình không đủ thông tin nha. Mình sẽ chọn một cái phương pháp an toàn hơn là mình sẽ đẩy lên sàn. Đó, để lên sàn thì khi mà merge xảy ra đó thì sàn, hầu hết các sàn họ sẽ có những cái hỗ trợ về kỹ thuật. Đó thì sau khi merge xong thì có thể anh em đưa tiền về chỗ cũ như vậy thì mình khoán cái vấn đề của mình cho một người khác tay to hơn xử lý, đúng không? Đúng rồi. Thì với những anh em retail investor thì có thể cân nhắc điều đó. Còn ví dụ như mà cái kích thước tài sản của bạn nó quá lớn mà bạn không an tâm trong việc đưa hết lên sàn thì có thể là một giải pháp khác là có thể tiếp tục phân bổ ra nhiều sàn khác nhau, nhiều sàn uy tín khác nhau, hoặc là để một ít ở trên chain gốc, hoặc là để trên layer 2 gì đó. Thì mình nghĩ là nó sẽ có nhiều cách để mình phân bổ cái rủi ro của mình ra. Thì chung quy lại thì nó cũng sẽ là một cái bài toán liên quan đến quản trị rủi ro thôi. Vì mình không biết mà. Vì tương lai là một cái thứ mà không biết và thông tin về nó thì không đủ. Thì mình nên có những cái bước đi kiểu như vậy. Thì thực ra là như bọn mình nói đó, mình tin là thị trường đang đứng trước một cái circle mới và rất là nhiều cái thứ sẽ được viết lại. Cho nên là mình nghĩ là sẽ có nhiều thứ thay đổi thôi. Nhưng mà đúng là không phải ai cũng đủ thời gian và đủ tâm sức mà follow hết cái đống những cái thứ nó xảy ra trên thị trường. Đúng là như vậy. Như Nguyên có nói đó, đúng là các bạn nên chọn cái giải pháp là đưa lên sàn sách. Thế là bảo là nó không decentralize các thứ nhưng mà nó hiệu quả hay nó phải hiệu quả mà, đúng không? Nó mình nghĩ là nó là một cái giải pháp tạm thời thôi. Đợi xong xuôi hết thì các bạn có thể chuyển về y như cũ cũng được. Nó cũng giống cái câu chuyện là stablecoin hôm bữa mà mình cách đây khoảng 2-3 tuần gì đó có chia sẻ cũng trên DeFi Discussion này. Thì bạn nên đa dạng cách lưu trữ, đa dạng cái chain, đa dạng cái hình thức để tài sản của mình để phòng ngừa cái rủi ro và tiếp tục duy trì với thị trường. Vì cái việc mà mình rời khỏi thị trường ở thời điểm hiện tại thì nó khá là uổng á, tại vì cái chi phí cơ hội cho cái việc rời khỏi thị trường thì nó cũng
cao. Với mình là cao ở thời điểm này vì mọi thứ nó cũng vừa có một cái đợt reset đúng không? Một cái đợt reset mà đến cả quỹ còn chết mà. Gần như là một cái đợt bỏ cờ đi đánh lại từ đầu. Nếu mà bạn rời khỏi thị trường vào thời điểm này thì cái chi phí cơ hội, không bàn đến câu chuyện là nó có thể xuống nữa hay không hay là nó sẽ bật lên từ đoạn này nha, nhưng mà nó là một cái bài toán về việc là ai ở trong thị trường lâu hơn và ai biết cách để quản lý cái rủi ro của mình để ở lại với thị trường lâu hơn thôi. Và thực ra thì bọn mình cũng không muốn, thực ra lúc đầu mà mình bảo là mình nói, có nói với Nguyên là thị trường tuần này tàn phút, nói chắc thấy tuyệt vọng lắm, nhưng mà anyway thì đấy là những cái thứ mà nó vẫn có một cái gì đó rất là tích cực sau khi mà bọn trò chuyện đúng không, nó vẫn có một cái solution mà cái mình vẫn thấy có một cái ánh sáng nào đấy để nói chứ thực ra không có tuyệt vọng lắm. Thì cảm ơn các bạn vẫn nghe đến giờ này của podcast. Tự nhiên mình nhớ là đi một vòng trở lại rồi, ở cái số đầu tiên của DeFi Discussion, hai số đầu tiên bọn mình cũng nói về Solana, số này cũng nói về Solana, và sau sáu mấy số thì coi như là đi hết một circle. Thì mình không biết là đây có phải là một cái gọi là một cái điểm báo để mà chuẩn bị bắt đầu một cái circle mới không, thì mình cũng hy vọng như vậy. Thực ra thì cái tuần vừa rồi á, nói là phút nhiều như vậy thôi nhưng mà vẫn có một vài cái thông tin tích cực mà mình có thể chờ đợi trong thời gian tới, và nó liên quan đến những cái update của các cái layer 2 thì cũng khá là đáng chờ đợi. Và hy vọng là bọn mình sẽ còn những cái cơ hội để ngồi lại với anh em trong những tuần tiếp theo. Để chia sẻ về những cái cập nhật mà bọn mình thấy là thú vị và vẫn đâu đó sẽ là cơ hội cho chúng ta trong thời gian tới, vì nó vẫn còn rất là nhiều narrative chứ không hẳn là food đó rồi chúng ta nghỉ luôn, chúng ta không theo dõi thị trường nữa, chúng ta cảm thấy chán nản quá thì chúng ta không theo dõi nữa, thì lúc đó cái độ liền mạch của mình nó bị cắt đứt á, thì khi mà mình back lại thì nó khá là gần như là mình bị hụt hơi. Thì tóm lại là đừng từ bỏ đúng không, cố gắng. Ok, thì mình nghĩ là như vậy cũng là đủ thông tin cho mọi người ngẫm nghĩ trong một tuần sắp tới, và hy vọng là tuần tiếp theo vẫn sẽ gặp các bạn ở đây trên DeFi Discussion, và chúng ta sẽ tiếp tục nói về mọi thứ của thị trường crypto cũng như DeFi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo. Ok, cảm ơn anh em đã dành thời gian nghe hết DeFi Discussion lần này, và hẹn gặp lại anh em trong DeFi Discussion tuần tiếp theo.